Quý vị và các bạn thì hôm nay qua clip này công ty Vigo Việt chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về cái dòng súng Gun Sơn của hãng Manoli, cái dòng súng Gun Sơn tự động ST-520B. Thì khi mua về chúng ta sẽ có cái súng Gun Sơn này ha. Chúng ta sẽ mở ra chúng ta xem cái súng ha. Thì đây là cái dòng súng Gun Sơn có thể sử dụng được Gun Sơn, Gun Keo, vân vân. Thì với cái bét 2.0 thì cũng kéo khá lớn. Thì nó có cái dòng 1.3, 1.5 nữa. Thì đây chúng ta sẽ có là thương hiệu Manoli này ha. Trên này nó sẽ có thương hiệu Manoli. Đó. Thì ST-5. Đây là cái kim bét ha. Cái nắp trụ của nó ha. Đây là kim bét. Mình sẽ mở ra cho các bạn thấy kim bét của nó. Đây ha. Đó, kim bét là 2.0. Thì với cái dòng súng phun sơn này á, thì chúng ta có thể là phun keo, phun sơn, phun dòng ngành gỗ, ngành giấy da, bao bì vân vân. Thì đây là cái nút chỉnh cái trục xòe này. Đây là nó trên này nó sẽ có chữ E. Chữ E là nó sẽ là cái đường hơi. Còn nếu như mà nó trên này lưu khít là cái đường sơn, ha, đường keo. Đây là cái da để đỡ lên trên cái cánh tay robot. Thì trên đây công ty Vigo Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái dòng súng Gun Sơn Manoli ST-520B của hãng Manoli. Thì để ủng hộ kênh nhận được các clip mới nhất á, thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Một lần nữa thì cảm ơn quý khách, chúc khách hành công.